lực hay là co cơ kháng lực là một phương pháp chữa bệnh mới cũng rất là độc đáo và mới du nhập vào Việt Nam gần đây. Thì phương pháp này có cái ưu điểm là gì? Là nó dựa vào giải phẫu gân cơ xương khớp của người bệnh, cơ thể người đấy. Và khi người bệnh bị đau thì cái người thầy phương pháp này chỉ cần hướng dẫn người bệnh nhắc nhớ, chỉ cần hướng dẫn người bệnh phối hợp với người thầy ở một số động tác, một số tư thế là và người bệnh gồng lên thì giúp cho cái việc cân bằng lại các cái gân cơ xương khớp rất tốt, và người bệnh có thể nói là giảm đau ngay, thậm chí là cái cử động nó được cải thiện ngay, trông thấy luôn đấy. Thế mà rất hay và dễ học lắm và ai cũng có thể làm được. Khi được hướng dẫn rồi thì về chúng ta có thể làm được cho nhau, các đồng nghiệp và cơ quan có thể làm cho nhau, thế rồi là gia đình các bạn có thể làm cho người thân mình, bởi vì nó quá là đơn giản, quá là vi diệu và lại nhẹ nhàng nhé, tôi nói nhẹ nhàng, không phải gắng sức nhiều đâu. Thế đây là một cái ca bệnh mà đã đến chỗ trung tâm sống khỏe sao Thái Dương nơi hàng ngày tôi chữa bệnh ấy, thì các bạn theo dõi câu chuyện cho đấy rằng là cái mức độ cải thiện nó tuyệt vời thế nào. Bây giờ chị đứng dậy trong chị ngồi xổm thử nhá. Chị đứng dậy đi xong chị ngồi xổm xem như nào. Quay cả người chị. Đứng dậy đi. Khó khăn thế nhá. Chị ngồi xổm xem được không? Ngồi xổm đi. Ngồi xổm. Chưa ngồi được. Rồi thế rồi chị nằm ra đây. Thế nhưng mà nghe nó thì dễ chịu hơn được một chút. Đúng rồi, 1 triệu 4 phút rồi, tí nữa được ngay giờ. Hàng đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Cái này là bác cái đau sụn chêm. Thế là ấn này bạn sẽ bác cái sẽ đau này. Đấy chưa? Chưa đau không? Đấy, bên này thế này. Sụn chêm 2 chỗ kiểm tra, một đây, một đây. Cái bàn này vẽ cho một cái đau cái cạnh trong này. Đấy. Nhá, thì bây giờ chỉnh sụn chêm có mấy cách. Một y võ, bộ khăn rất là nhanh. Nhưng mà vì bàn ba xúc đau thì ta sẽ bằng cái căn cơ kháng lực, các bạn nhìn này. Thank you.
chế bệnh đêm. Nghỉ đi đã. Kiểu như đi cày. Cô từ khi qua đây thấy cuộc sống có vẻ tươi đẹp hơn nhỉ? Tươi đẹp hơn chị. Thầy cười suốt thế này làm sao cũng tươi đẹp. Sức khỏe thì dẻo dai, nhìn phấn khởi. Còn mỗi bệnh tiểu được nhiều thì rất là bảo thầy. Còn mỗi bệnh tiểu nhiều thì thầy chữa gì không? Chưa. Đang đợi thầy. Đợi cụ chữa đấy. Rồi. Cứ từ từ quay đi rồi chữa bạn này đi thì coi nhanh còn hết giờ, còn bánh nhân là chưa chữa, còn chưa đi. Chung phân công người chưa đi, còn bạn này nữa này, chị Thanh còn về. Việt chưa ai, Việt đang chữa đi rồi, Việt chữa về. Thôi, nhờ thầy chữa cho bạn này đi ạ. Bạn bị sao? Bạn này hôm trước thì thầy bị dày, trọng ngược. À rồi. Cái này nóng bỏ tay gãy. Được ấy làm cho anh là Nam làm 37 ngày trước xong rồi làm ra rồi. Ngày chủ nhật nghỉ về ngủ nó bị đau. Hôm trước mà chị cũng yếu. Cho làm vài cái chuyện xong thì làm cho cái này rồi. Mệt rồi. Em làm chị 3 buổi là chị ngồi sổ bình thường thôi. Nay buổi đầu tiên chị thấy có cải thiện rồi nhá. Nghe chân nghe nó mềm. Nghe em đang làm chân mình ngồi xổm. Nào chị ngồi dậy ngồi xổm đi được rồi đấy. Cải thiện rất nhiều xong đấy. Đấy trước mặt cứng chân không? Giống nghe thế này cứ đi cao đầu đấy. Chị ngồi đi. Chị ngồi xổm nữa. Từ từ. Ngã xuống. Đấy thấy chưa? Là ngồi được thế đâu. À, tuyệt vời chứ quá. Vâng, đau lắm không thể nào cụ chuỗi hết. Thế bây giờ ngồi nó có đau nữa đâu. Giờ chỉ còn hơi hơi thôi. Nhưng mà mới có buổi đầu tiên nhé. Chịu khó chữa tiếp nhé. Rồi, nằm xuống đây. Đây là thầy chưa giỏi tuyệt. Chị bảo L45 F1 đi. Đây là thầy chưa giỏi tuyệt chiêu đấy. Rồi, đấy các bạn thấy không? Hoàn toàn đúng như thì thầy làm thế. Thầy nói không có gì khác á. Phát dậy ngồi lại xem nó khác nó vừa đến cơ. Nhẹ chưa? Nhẹ rồi, nhẹ lắm. Thế bây giờ chị ngồi lại xem nào. Trước đứng dậy thì khó khăn lắm nhưng mà giờ đã thoải mái rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống từ từ thôi, từ từ. Quá. Đấy, được rồi. Đấy. Mai nó sẽ nhổ. Trước có được thấy đâu. Rồi. Ngày mai là sẽ khi nào. Ngày mai là khi nhổ dậy không phải chống tay thế nữa. Chắc là cứ nhổ dậy cũng khó. Nhá. Nhớ lặng chị kia cái thứ đi. Dạ, tôm với thịt bò cũng như trong thời gian chữa bệnh là kiếm tôm với thịt bò. Dạ. Ngay buổi đầu tiên này phấn khởi không? Vâng, phấn khởi. Thế mà bảo lấy nhỏ chụp thì cứ tôi mỗi chữa bệnh tôi không bệnh gì cả. Không, có nói với bác sĩ là có là nó cứ như là người già cách. Có lúc đang đi phẳng bình thường này, đau chân nó không đi nổi. Thế nhưng mà có lúc leo cầu thang không gì. Nhá, thôi rồi, về nghỉ đi, mai tiếp tục nhá. Đấy, các bạn thấy không? Không khó đúng không? Chỉ mấy động tác đơn giản thôi mà các bạn hoàn toàn làm được nhá, hoàn toàn làm được. Và cái đặc biệt của nó là học cái này không mất nhiều thời gian. Một khoa học này chỉ cần từ 2 đến 3 ngày học thuốc là bạn đã chữa được rất nhiều các bệnh về xương khớp rồi. Nhẹ nhàng lắm nhá. Rất vui được gặp các bạn ở các lớp học của mình. Thầy Nguyễn Ngọc Hương. Số điện thoại là 098 756 1904. Và đừng quên là chia sẻ cái kênh này cũng như đăng ký nó để